hello anh chào anh chị trong nước và nước nha. Hôm nay thực sự là nhóm của em sẽ đi tới cái chỗ dưới chân cầu Phan Mỹ Văn Cừ để cho quán cà phê đó có một chọn rất là những người nhà rất là khổ không vậy? Khổ lao á, là khổ lắm, giống như mấy người chơi trời với mấy người nướng già rồi đó, người ta cũng khó khăn, giờ mạnh thường quân giúp đỡ cho chị em, chúng tôi cũng cảm ơn. Dạ nhưng mà chị ở trong cổng nhiều lắm anh chị. Nhiều lắm anh chị. Bây giờ á chị dắt cho cái nhà dạ, dạ, che trời không à. Dạ. Là che ni lông đồ không à, mưa dạ, mưa không có ngủ trời, được. Bây giờ con hơi dắt cho con đi nha. Bà này nè cũng nhà mới vậy đó. À, sớm này đây à, xin chào anh chị trong nước trời ngoài nước thì Hân Trần vô một cái sớm thì Hân Trần phát vậy đi đó, phát vậy nào mới sốc mình mới vui chứ, phát là vậy Mạnh Tùng Quân coi được, Mạnh Tùng vui vui lắm, phát mấy người vậy Mạnh Tùng Quân coi được, Mạnh Tùng Quân vui lắm, cứ chia sẻ vậy nè. Đây che chồi ở ngoài đường rồi cả nhà. Dạ. Phát phiếu luôn. Ủa? Ở Sài Gòn mà cũng có cái này nữa, Hân Trần cũng mới thấy nha. Tận nhiều quá ha. Bây giờ quý là cũng mừng đó. Quý có cả nhà đó. Quý cũng mừng thấy không, ta tận nghiệp chưa? Mướn hả? Ừ. Thái chị mướn nhiêu? Triệu rưỡi. Triệu rưỡi một tháng hả? Vì bà chủ không cho mướn nữa cho chỗ đó ngủ chú chị. Cái lúc trước cái chỗ này chắc cũng đông dân lắm hả? Ừ, nhưng rồi. Mà giải tỏ hay sao chị? Thấy cũng đứt trống quá trời vậy. Giải tỏ quá trời. Rồi. Ngộ ha. Thấy không? Phát vị mới ngọt hay lắm đó. Chị này cũng bị bù lưng nè. Phát vị mới vui đó, mấy Mạnh Tùng Quân coi được, mấy Mạnh Tùng Quân vui đó. 9 tuổi rồi bộ, già rồi. Thiệt, mấy Mạnh Tùng Quân coi được là mấy anh chị là vui lắm đó. Thấy chị đóng phim ở đâu? Ở đó đó. Dạ, em bị khùng á. Thiệt, em bị khùng bày không rồi. Trời ơi, có bà này có bị tai biến không? Khó khăn lắm. Khó khăn lắm. Giúp nhờ giống như là Mạnh Tùng Quân. Yên tự phát phiếu luôn đi. Giờ phát luôn đi, mai qua đi phát đi. Phát cái gì mới vui đó, bên này người ta tội nghiệp muốn chết. Giờ mình coi chỗ nào mình. Bây giờ coi vậy nè, tội nghiệp mình phát đi. Nhưng mà hiện giờ đang có 16 phiếu thôi à. Em phát chứ đi. Dạ dạ đợi chút. Mình chịu cực đi. Cô này là ở sao cô? Mình chịu cực đi. Nhà đây hả? Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? 71 hả? Chị có con trai con cháu gì không chị? Có con trai con gì không? Ủa cái khu cô là khu giải tỏa hay sao cô? Giờ mình ở để ở đây rồi bắt đầu mình chờ đi giải tỏa hay sao? Thì mua nhà không được, mua chung cư không được nên ở liều. Ủa là sao mà chung cư? Là có nghĩa là đền tiền rồi. Cái nhà vậy mà đền có 400 mấy không rồi. Mua chung cư cũng không đủ. Đây cái nhà này đền 400 mấy chục triệu cả nhà. Nhưng mà có đền chứ cô? Cũng khỏi lắm nó làm trời. Bây giờ là nó không có cho đền nữa, nó ngưng rồi. Ngưng đền rồi. Bây giờ ngưng rồi. Đây. Đâu qua cảnh khổ thôi, tặng cô một phiếu đi. Mai Hân Trần chở quà nè. Mai thì rồi nhóm này đi qua tặng. Em thay các Mạnh Tùng Quân cảm ơn mấy chị. Cảm ơn mấy chị, anh chị Mạnh Tùng Quân. Cảm ơn Mạnh Tùng Quân. Cảm ơn Mạnh Tùng Quân. Mai về đây. Mai mấy giờ Hân Trần? Ngày mai khoảng chừng trưa mình phát đây đi ha. Chưa. Phát bên kia. Giờ 3 giờ mình phát ở đây ha. Con em đợi cho cô. Dạ không. Nhớ không vậy? Sao không nhớ đó. Thôi giao cà phê đi. Quá cà phê quá cà phê quậy. Nghĩ ra cà phê đi. Rồi đây là đây là đồ xếp hàng nha. Xếp hàng đi. Rồi đây là xếp cái gì nữa? Có mấy cái che trời vậy chỗ quá. Cảm ơn mấy anh chị Mạnh Thường Quân cũng che trời đâu. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn mấy chị Mạnh Thường Quân nha. Em cảm ơn nhiều. Rồi giờ vô cho tiếp được từ sớm mà hôm nay thì Hân Trần đi phát phiếu thôi cả nhà, phát phiếu kiểu như là coi ai khổ quá thì phát phiếu trước cho nó đúng người hơn, đúng người nhận khổ hơn ha. Sớm này đa số là giải tỏ hết rồi cả nhà, nhưng mà người ta cũng cố gắng níu kéo á. Cũng ở mười mấy năm xã chết nay là năm năm mấy rồi, khổ quá ha. Trời ơi. Cảm ơn em cho chị phiếu rồi kia. Khoảng chừng à. Cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước. Cảm ơn
anh Trần cảm ơn. Ờ 70 phút xuất quà thì ngày mai biết rồi mà cho, nhưng mà ý là ai anh làm từ thiện anh gì? Anh Quang Lưu với lại anh Bình Dân. Ờ chị ơi, dạ chị cảm ơn anh Quang Lưu với anh Bình Dân cùng em. Bình Dân cũng Quang Lưu với anh. Rồi thấy rồi, thôi chui vô chui ra gì, rồi phát cho chị đi. Cho phiếu đi, cho miếng. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Đây người nè. Chị ở về là khoảng tầm 1 cái là 3 giờ mới gì nữa quậy nha. Ra ngay chỗ quán cà phê á, ra một thấy đầu hẻm. Đi ảnh với số rồi. Không không, để này con có con cho nha, cái mặt. Cho. Chị ơi, em cho viện phiếu nha. Dạ bà qua. Dạ. Cảm ơn nghe nè, chú đi. Cảm ơn chú đi. Chị ơi, bây giờ em không thấy mà chị không cảm giùm em. Khi nào có thôi đưa cho bả giữ giùm đi. Thôi chị cũng không cảm cho em. Thôi chị nào có cho chị. Số lát lãnh cho. Trời ơi, đành rồi. Em kêu cho chị tâm. Chó trắng kìa. Không có đâu. Không dám đâu làm. Ở đây người ta nào bít lớn hết là để người ta không cho ở á, nhưng mà dân người ta vẫn ở rồi, người ta phá cái đầu ra. Thay hơn chừng suy nghĩ là vậy á. Chẳng dùm là 3 giờ nó lá nha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đi con, cảm ơn. À, trong nước ngoài nước được rồi. À, cảm ơn anh Bình Dân. Nhiều quá à. Anh Minh à. À, anh Bình Dân với lại anh Quang Lung. Anh Lung. Anh Lung. Dạ. Càng vô sâu. Cầm lát mát này mơ sao lạnh. Sống toàn tầm bợ không à cả nhà. Ở về khu này nó đập hết rồi. Cảm ơn mấy anh chị nè. Cảm ơn. Xin mẹ bà cảm ơn. Ở xóm này đa số là thấy già. Không à. 10 người cũng 10 người khổ quá à. 10 người khổ rồi đó. Ủa trong này nó có cái chùa hay gì vậy? Cái chùa cái miễu hả? À? À, miễu. Cái nhà thờ. Dạ. À miễu cũng đập luôn hả? Nhà thờ sao đập miễu đập ta? Lý ra là người ta phải né mấy cái này á. Dạ. 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 Miễu cũng cho, nhà thờ cũng cho hết. Sớm này đúng là cái sớm mà giải tỏa cả nhà. Thì giải tỏa nhưng mà không đi. À, vô thêm. Dạ con ngoại ơi, hôm nay là nhóm từ thiện của con ở ngoài. Cũng là công đức vô lượng nhưng mà đến đây là cũng mấy ngoại tội nghiệp quá. Cho ngoại một phiếu, dạ ok. Cảm ơn giờ, không, bây giờ chị không? Bây giờ em hết thẻ rồi, bây giờ chạy tí xíu đi, em phải về nhà em lấy thẻ thêm. Nãy giờ lấy tiền. Dạ con hết thẻ hôm nay phải thẻ. Hả? Không lấy thẻ. Bây giờ chút xíu ok rồi nhắc đây. Còn thiếu ông năm rồi đi. Ông năm cái gì rồi ok, dần hết thẻ rồi. Rồi lát rồi đi bỏ đó ra được không? Rồi đi ra đó ra luôn đi. Chú này đi còn thẻ ở ngoài không? Hết rồi. Để cho sao? Vậy là chú không đi được. Cô ở đây cô nhớ giùm con nha cô. À, nhớ giùm con. Dạ. Bệnh phổi à. Cái kỳ có cái người nước ngoài vô cho cũng dắt cho ổng chịu rượu. Dạ. Đó. Rồi tôi đây cũng hay đi nấu từ thiện từ đồ lắm để giúp đỡ cho mấy bà con ở xóm ở đây. Tôi cũng đi dạp. Dạ.
Ở ngoài đây ở bờ sông rồi cả nhà. Đó, bờ sông. Rồi nó rào hết á. Nhớ cho ngày đó rồi. Ai khổ khổ chị giới thiệu nha, đừng có giới thiệu người giàu nha. Chồng ở dưới ghe nè, hai chồng ở dưới ghe chút đó đi bán dưới số, bán dưới số mà bà chồng dưới đó. Này hai chồng ở dưới ghe, quá trời thượng trần. Trong này che rồi đó, trong cái đó có cái chòi nữa. Cái ghe, cái ghe đó giờ che lên, cái nó đuổi. Đâu? Đó nè, có vợ, đi bán dưới số, bà điên đó, phải biến. Khỏa gì để tai biến, mà còn đi bán giấy số rồi đó. Quay đi. Quay con. Bây giờ thằng con nó đưa cho con có đứa con mà đưa vô. Dạ để cái đó để mày tặng, giờ con hết phiếu rồi con. Đây. Dạ. Dạ. Dịch cũng có ha, giống như hệt như quê dịch chó mèo ngang. Đá, cái gì dắt cho bé à, nếu mà ở đây nhiều hoàn cảnh khổ thì phát hơn tí xíu. Nhưng mà mấy cô nhớ giùm con nha, ai phát phiếu rồi thì rồi chị dẫn thôi, cho chừng 5 hộ nữa người khổ rồi nó phát luôn. Dắt lá ấy quên đó con thu rồi đi 5 6 đứa tờ dắt rồi nó phát luôn. Ở sát vách Sài Gòn cũng có những cái hoàn cảnh khổ rồi cả nhà thấy không? Cái xóm này là cái xóm bị giải tỏ, nhưng mà giải tỏ người ta không đủ tiền, ta đi, ta bám trụ ở đây, tới đâu hay tới đó. Nó đúng không? Năm 19 tuổi tới giờ năm 60 tuổi rồi. Tới giờ là hồi 2003 cái nhà là chủ rồi, phá cửa lại rồi em chả em chết rồi thôi, giờ đâu có làm gì cái gì rồi, thấy thôi kia kè vậy đó, ở rồi đó, rồi đi làm đó. Ai con chi năm nay như mấy bao nhiêu rồi con? 68 hả? Wow. Con khá giấc khổ. Dạ. Mình nó làm nó ăn mạnh, tôi làm ăn mẹ con gì mướn nhà hết á. Tháng cô mướn nhà gì nhiêu cô? Ở đằng chủ gốc mà nãy. À rồi rồi rồi, che ở đã ở là tạm cho nó đỡ đóng tiền. Đi làm. Đó ai kiếm gì làm đấy. Khổ lắm. Dạ mắt cô bị cái cục gì nghe mắt này. Ai cũng kêu đi mổ chứ mà tiền đâu đi. Dạ. Nè cái đây nè. Ở đây trong đây là băng này là trẻ ở người ta mướn nhà không nè. À băng này băng mướn nhà. Mướn nhà hả? Không đó nè, cái cô cái già là cũng khổ nè. Dạ. Ở này là có tật. Dạ. Nè. Chị ngồi ở đây nha. Mẹ trong đây là mướn nhà. Ta nghe phát quà cho mừng lắm cả nhà. Trong đây là mướn nhà. Dạ. Dạ có gì cảm ơn. Dạ kìa bạn quay qua này. Mấy mấy em gì nha. Được đi đóng quyền mang rồi nha. Để đi. Cảm ơn chị á. Cảm ơn. Vậy à. Cảm ơn mấy chú nhiều. Bị tai biến. Ba nữa mà đi đóng má nào đó đi đóng thêm. Tai biến. Dạ. Bả có đứa con rồi mướn nhà ở chú ơi nè. Cái nhà lầu này mướn 8-9 phòng á. Rồi bên đây cũng mướn không rồi chú ơi, khổ không à. Cù Lao này giờ khổ chứ đó. Dạ. Xóm này gọi là xóm gì? Dạ, em Cù Lao. Cù Lao. Cù Lao. Cù Lao. Cù Lao Nguyễn Kiệu, phường 1, quận 4. Cù Lao Nguyễn Kiệu, phường 1, quận 4. Dân ở đây khổ không rồi chú, dân giàu người ta đăng ký người ta đi hết rồi. Có bệnh năm chủ nhà này nè là ổng có tiền rồi, ổng ổng cũng đăng, ổng cho cháu, ổng cho mướn á. Rồi kiếm tiền rồi với cái nhà đó. Đó rồi. Chị này nó nè. Để ở đây nó ở mướn không mà chết mướn không rồi. Anh chị yên tâm nha, chút xíu em phát cho em phát. Rồi ngồi đây đợi chú ha. Bây giờ không, bây giờ con mấy con chuẩn bị đi về, con lấy phiếu. Rồi. Dạ rồi. Cái gì mai nha. Cô lát con quanh lại. Dạ rồi rồi, xíu rồi tụi con quanh lại. Dạ. Có bao chú rồi. Dạ rồi. Chú ông chút chú chở vô á mày. Dạ. Cho, chú đi lấy rồi, tại vì á, cái này là cho phiếu trước rồi xong rồi á, để cho nó khỏi lộn xộn á, với lại đúng hoàn cảnh á, cho phiếu trước rồi xong mới cho quà sau. Nhà không mà chú. À,
Dạ. À, Hân Trần hồi nãy giờ cũng đi khảo sát là thấy sớm là đúng khổ, sống tạm bợ che không à cả nhà. Thì để Hân Trần sắp xếp lại tặng ở cái xóm này nhiều hơn tí xíu. Cảm ơn mọi người xem clip nha, nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho Hân Trần, cho Hân Trần có động lực tiếp tục và chia sẻ cuộc sống nha. Rồi con chào mấy cô nha. Dạ. Ấy là chụp hình rồi xin xui lắc hay được. Dạ.